Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 2 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Quân đội trung thành với Đảng hay với nhân dân. Lực lượng quân đội ở hầu hết các quốc gia tiến bộ trên thế giới đều được nhiệm vụ để bảo vệ tổ quốc chống ngoại xâm và bảo vệ nhân dân chống lại những nguy cơ gây ra thảm họa lớn đối với quốc gia và tính mạng người dân. Quân đội ở đất nước đa đảng thì bắt buộc phải trung lập, không thể đứng về phía đảng này để chống lại phía đảng kia. Nhìn xung quanh như Campuchia, Thái Lan thì rõ ràng quân đội phải là lực lượng trung lập với các đảng phái chính trị. Đây là hình ảnh ông Võ Nguyên Giáp, là vị đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 1948 khi ông mới 37 tuổi. Khẩu hiệu xuyên suốt trong Quân đội Nhân dân Việt Nam là trung với nước, hiếu với dân, chứ không có nội dung trung thành với đảng. Quân đội hình thành ở Bắc Việt Nam ban đầu từ thời tướng Võ Nguyên Giáp đưa ra lời thề trên tinh thần là trung với nước, hiếu với dân và không đưa đảng phái nào vào. Thế nhưng ở Việt Nam đến nay, đảng làm ra luật ép buộc những người lính phải tuyên thệ trung thành với đảng Cộng sản và họ tự đồng hóa đảng với đất nước. Chính quyền, công an trị ở Việt Nam nay lại thay máu toàn bộ lực lượng quân đội nhân dân trở thành quân đội đảng và bắt toàn dân đóng thuế để nuôi những bộ máy rộng lớn này. Không những thế, quân đội Việt Nam còn tham gia làm kinh tế và nắm được những đặc quyền đặc lợi khổng lồ về viễn thông như tập đoàn Viettel chẳng hạn và những bất động sản béo bở khác, khiến cho số lượng tướng tá tham nhũng liên tục gia tăng trong những năm gần đây. Vụ án đẫm máu và man dợ ở Đồng Tâm mới đây cũng là một minh chứng cho thấy sự tranh chấp đối kháng giữa quân đội cấu kết với chính quyền và đàn áp tiêu diệt nhân dân không thương tiếc. Báo trong nước cũng đưa tin ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tái khẳng định vai trò của quân đội phải tuyệt đối trung thành với đảng, với tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân. Theo Thanh Niên, tại Đại hội Đảng toàn quốc nhiệm kỳ 2020 cho đến năm 2025, ông Nguyễn Phú Trọng cho biết để thực hiện các mục tiêu đề ra của nhiệm kỳ năm 2020-2025 phải nhận thức sâu sắc vai trò của quân đội, của đảng bộ, quân đội. Theo ông, quân đội Việt Nam là quân đội nhân dân được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng. Do vậy, quân đội Việt Nam phải tuyệt đối trung thành với đảng, với tổ quốc và gắn bó máu thịt với nhân dân. Ông Trọng đã khẳng định như sau, quân đội phải đi đầu, đấu tranh phản bác mạnh mẽ hơn nữa đối với các quan điểm sai trái, thù địch, không chỉ trên báo chí, mà ngay trong nội bộ cũng như ngoài xã hội, tuyệt đối không để những quan điểm sai trái xuất hiện, tồn tại trong quân đội. Tổng Bí thư 76 tuổi cũng cho rằng công tác xây dựng đảng bộ quân đội phải chú trọng vững mạnh về mặt chính trị, tư tưởng và phải tuyệt đối trung thành với đảng. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trong video phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với giọng nói và khuôn mặt hết sức mệt mỏi với đôi mắt sụp xuống. Và lời của ông Nguyễn Phú Trọng là một sự tái khẳng định vai trò của Đảng Cộng sản với quân đội nhân dân Việt Nam trong bối cảnh có nhiều lời kêu gọi quân đội nên nằm ngoài đảng phái, tức là phi chính trị, và chỉ bảo vệ lợi ích quốc gia, nhân dân và dân tộc mà thôi. Vào năm 2013, một thay đổi căn bản trong bản dự thảo Hiến pháp năm 1992 là quy định lực lượng vũ trang hay quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ quốc và nhân dân. Đây cũng là điểm làm nhiều người chỉ trích, phản đối. Nhiều người cho rằng cần phi chính trị hóa quân đội và yêu cầu quân đội đứng ngoài chính trị. Và quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, không phải là bảo vệ bất cứ một đảng phái hay một thể chế chính trị nào. Quan điểm này cũng nói rằng Việt Nam sẽ không thể có dân chủ thực sự nếu quân đội buộc phải trung thành với Đảng Cộng sản hay bất cứ đảng phái nào trước cả tổ chức quốc dân và nhân dân. Đổi lại, khi biết đặt quyền lợi của tổ quốc và nhân dân lên trên hay không còn sợ mất quyền lực, quyền lợi, chắc chắn Đảng Cộng sản cũng không cần buộc ai phải trung thành hay bảo vệ mình. Trên trang Tuyên giáo, tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương có bài viết không có và không bao giờ có quân đội trung lập đứng ngoài chính trị. Bài viết cho rằng những đòi hỏi quân đội trung lập đứng ngoài chính trị là một trong những thủ đoạn nham hiểm, thâm độc trong chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Bài viết cũng trích tư tưởng Lenin và Hồ Chí Minh nhằm khẳng định đây là luận điểm vô chính trị, phản khoa học, lờ bịp đã có từ lâu nhằm tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm vô hiệu hóa và làm lạc hướng quân đội một cách có chủ ý. Đây là hình ảnh Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã ra tòa vì tham nhũng đất đai. Tuyên bố của ông Trọng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11 có thể xem là lời khẳng định vai trò của quân đội Việt Nam là phải tuyệt đối trung thành với Đảng trước nhất, rồi đến Tổ quốc và nhân dân. Cũng trong đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng cần phải được tiến hành nghiêm túc,
chặt chẽ. Ông Trọng nói phải xử lý nghiêm các sai phạm và không có vùng cấm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý về việc quản lý chặt chẽ sử dụng đất quốc phòng. Ông nói, chú trọng rút kinh nghiệm công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng thời gian qua. Tới đây, quân đội cần phải làm chặt chẽ hơn, không được để xảy ra sơ hở, sai sót, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự bộ đội Cụ Hồ. Gần đây, tham nhũng trong quân đội, đặc biệt là về đất đai đã trở nên rất phức tạp. Nhiều sĩ quan cấp cao của Bộ Quốc phòng đã vướng vào vòng lao lý liên quan đến tham nhũng đất đai, nổi cộm nhất là các vụ án liên quan đến Đô đốc Nguyễn Văn Hiến. Cũng ngày 17 tháng 8 vừa qua, một nguyên tư lệnh và một nguyên phó tư lệnh quân đoàn 4 có quân hàm cấp trung tướng thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo do đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và pháp luật về quản lý sử dụng đất đai. Phát biểu của ông Trọng với vai trò của người đốt lò được một số công dân mạng nhận xét rằng tham nhũng trong quân đội là một mối nguy cơ lớn cho uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và câu hỏi tiếp tục đặt ra là quân đội Việt Nam chung với Đảng hay chung với dân trước? Đây là hình ảnh nhà bất đồng chính kiến cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Tiến Trung có thể nói là người duy nhất từ chối thực hiện lời thề chung với Đảng khi ông ở trong quân ngũ. Sau đó ông bị loại ngũ rồi bị bắt giam với án tù 7 năm cùng với Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long và quy kết với tội lật đổ chính quyền. Một thay đổi căn bản trong bản dự thảo Hiến pháp năm 1992 là quy định lực lượng vũ trang hay quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổ quốc và nhân dân. Đây cũng là điểm làm nhiều người chỉ trích, phản đối. Trong số những ý kiến phản đối, có ý kiến của 72 nhân sĩ trí thức kiến nghị 72 này yêu cầu bỏ quy định quân đội phải trung thành với Đảng Cộng sản. Trên báo chí chính thống có bài viết của Bảo Cầm đăng trên Thanh Niên ngày 20 tháng 2 với tựa đề Tổ quốc và nhân dân phải được đặt lên hàng đầu. Bài viết đã trích dẫn một cựu quan chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói rằng dứt khoát không thể quy định quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng được. Trong khi đó, một số báo chí của Đảng cho rằng những yêu cầu buộc quân đội phải duy trì tính trung lập về chính trị, đặt lợi ích của nhân dân trước bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào là phản lại lịch sử và phi thực tiễn và thậm chí là phản động. Chắc chắn không phải là có nhiều kiến thức về mặt chính trị, về quân đội mới có thể nhận ra rằng tại những quốc gia dân chủ, đa đảng hay những nước tư bản, chuyện đảng này lên nắm quyền và đảng kia mất quyền là chuyện bình thường. Và việc đảng này lên, đảng kia xuống không tùy thuộc vào quân đội. Chuyện họ lên hay xuống hoàn toàn phụ thuộc vào việc họ có được lòng dân hay không. Vì vậy, ở những quốc gia đó, dù bất cứ đảng viên nào lên nắm quyền, vai trò và nhiệm vụ quân đội không thay đổi. Nói cách khác, quân đội không buộc phải trung thành với bất cứ một đảng phái, chính trị hay cá nhân nào. Và một ví dụ điển hình về sự trung lập của quân đội là việc Tổng thống Barack Obama, một người thuộc Đảng Dân Chủ, đã chọn hai người tại Đảng Cộng Hòa làm Bộ trưởng Quốc phòng, cũng như việc hai người này đồng ý giữ chức vụ ấy. Đây là hình ảnh ông Robert Gates, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng thống Obama khi đó. Vào năm 2008, khi ông lên làm Tổng thống, ông Obama đã chọn ông Robert Gates làm Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Gates từng phục vụ nhiều năm dưới thời các Tổng thống của Đảng Cộng Hòa và đã nắm giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng từ năm 2006, dưới thời Tổng thống Mỹ George Bush. Và mới đây, sau khi tái đắc cử, Tổng thống Obama cũng đề nghị ông Chuck Hagel, một cựu thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa, làm Bộ trưởng Quốc phòng và đã được Thượng viện Mỹ phê chuẩn. Không chỉ tại các nước dân chủ như Anh, Pháp hay Mỹ, mà ở những quốc gia châu Á, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan, Philippines, quân đội cũng trở nên trung lập, không phụ thuộc hay phải bảo vệ một đảng phái hay cá nhân nào. Trái lại, ở những quốc gia không dân chủ, không có đa đảng, cá nhân hay chế độ nắm quyền thường buộc quân đội và gồm máy an ninh khác phải trung thành bảo vệ mình vì họ không thể cai trị lâu dài nếu không có sự trung thành bảo vệ đó. Và khi một chế độ tồn tại được chỉ nhờ vào quân đội chứ không phải dựa vào dân, chế độ ấy thường là độc tài, độc đảng. Và cũng có rất nhiều những ví dụ để chứng minh cho điều đó. Những nhà độc tài tại Iraq trước đây hay tại các nước Bắc Phi và Ả Rập gần đây là những ví dụ điển hình. Họ nắm quyền được nhiều năm không phải vì uy tín của mình mà nhờ vào việc sử dụng quân đội cũng như lực lượng, công an và mật vụ khác. Bắc Hàn dưới quyền cai trị của gia đình họ Kim hay ở Liên Xô, ở các nước Đông Âu dưới thời chế độ Cộng sản cũng là những ví dụ như vậy. Đây là hình ảnh Thống tướng Phan Xuê ở Myanmar, người nắm quyền chính phủ quân đội từ năm 1992 cho đến năm 2010 và từ bỏ quyền lực để chuyển giao cho chính phủ dân sự từ năm 2011 đã khiến cho người dân từ căm ghét chuyển qua kính phục. Những chế độ đó duy trì được quyền lực trong nhiều thập kỷ phần lớn nhờ vào quân đội và an ninh. Quân đội là để bảo vệ tổ quốc và nhân dân. Chỉ cần lướt qua vai trò của quân đội tại các nước dân chủ và đa đảng và nhiệm vụ của họ
thì ít ra nhiều có thể hiểu được tại sao có nhiều người yêu cầu bỏ quy định quân đội phải trung thành với Đảng Cộng sản. Có thể nói khi đưa ra đòi hỏi đó, các nhân sĩ trí thức và cả những ai đồng ý với ý kiến đó đều muốn Việt Nam tiến tới dân chủ hay ít ra muốn Đảng Cộng sản không chuyên chính, độc tài và thực sự vì dân hơn. Cũng như ở bất cứ quốc gia nào, Việt Nam sẽ không thể có dân chủ thực sự nếu quân đội buộc phải trung thành với Đảng Cộng sản hay bất cứ đảng phái nào, trước cả Tổ quốc và nhân dân. Đổi lại, khi biết đặt quyền lợi của Tổ quốc và nhân dân lên trên hay không còn sợ mất quyền lực, quyền lợi, chắc chắn Đảng Cộng sản cũng không cần buộc phải trung thành hay ai đó bảo vệ mình. Việc giới quân sự tại Miến Điện cũng quyết định từ bỏ quyền lực và nhờ vậy đất nước này mới có thể tiến hành những cởi mở về dân chủ là một trường hợp cụ thể cho thấy khi lãnh đạo bằng các phương tiện dân sự và biết dựa vào dân chứ không phải bằng sức mạnh quân đội, một đảng phái hay một chế độ có thể chính danh tiếp tục nắm quyền vì được người dân của mình ủng hộ và cộng đồng quốc tế ủng hộ. Trái lại, chuyện các nhà độc tài tại các nước như Bắc Phi, Ả Rập đã bị lật đổ ít nhiều cho thấy duy trì quyền lực bằng sức mạnh và sự trung thành của quân đội không phải lúc nào cũng là một giải pháp tốt nhất cho việc duy trì chế độ. Không chỉ ở Việt Nam mà bất cứ nước quốc gia nào, việc một đảng buộc quân đội phải trung thành với mình, bảo vệ mình trước cả Tổ quốc và nhân dân, đảng ấy chắc chắn không được người dân hoàn toàn thực sự tin nhiệm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6 ngày 2 tháng 10 năm 2020 với bản tin Quân đội trung thành với đảng hay với nhân dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.